này công suất của anh Trường này thì tụ của nó thì khá là nhỏ anh ạ. Đây tụ nó là tụ 35V 4700. Đây này. Thì em lắp 4 con luôn. 4 con 5 con, lắp thêm 5 con. Thì đây toàn tụ 1000, 10000 và đây là 2200. Và đây cũng vậy. Đây là cũng 2200. Tụ to luôn. Và đây là nguồn này. Thì đây là cái mạch mà hai chế độ thì mạch này em câu tay thôi. Do là cái máy in em hỏng cho nên là em chỉ câu tay. Thì em chia ra, đây là cái rắc công tắc gạt chế độ, hai chế độ đây. Đấy thì anh gạt sang bên này thì anh cứ khoan lỗ và nhét vào. Đây nữa thì tí nữa em sẽ cho hai cái long đen và thêm hai chiếc áp nữa thì anh cứ khoan ra ngoài vỏ cho vào là được. Khoan hai lỗ cho cái này vào, hai lỗ vừa đây cắm vào và cái rắc công tắc chế độ này cắm vào bên cạnh là ok. Đấy thì đây, ở đây nhanh nhá, bo này thì em thiết kế này, đây là công tắc chuyển chế độ này, bên ngoài đây là tín hiệu vào nhá, tín hiệu ra thì em hàn thẳng vào đây luôn rồi. Đấy, em hàn thẳng vào đây và đây là đường nguồn thì em hàn đây, tí nữa em sẽ đổ keo lên đây để chiều này em gửi cho anh. Và đây có sẵn quạt đây thì về anh tự đặt nhé, đặt vào đây hoặc là anh bắt ốc hai cái bo này gần nhau như này thì anh đặt luôn quạt như này thì sẽ mát được hai bên luôn. Đấy. Và bây giờ em test thử thì hôm nay em cũng đi test qua loa to nhưng mà mấy cái loa em cũng nói chung là hôm nọ em ấy bán hết mấy cái loa này, bắt 30 rồi ấy thì những cái loa côn to thì em bán hết. Thì hôm nay em có quay một cái video nhưng mà do là nhạc nó thuộc dạng nhạc có bản quyền cho nên là em không thể đăng lên YouTube được, nên là bây giờ em quay lại thì em đăng lên mạch 150W nhé mọi người nhé. Và đây là nguồn, bo nguồn thì em thấy họ bán là bo này 250W có chỉnh dòng, thì dòng em chỉnh mắc à. Điện áp thì em đang để khoảng 25V thì cấp đủ nguồn luôn cho cái bo này. Thì bây giờ em bật nhạc thử này. Đây thì em đang cắm sẵn điện thoại tín hiệu vào. Đây thì em cấp nguồn. Thì em đang sử dụng cái ắc quy của em. Đấy, thì cái này là 12V. Về đây 2 giây nhá. Đây là cộng này. Đen là trừ nhá. Anh để ý hộ em nếu mà cắm nhầm thì em không biết, thấy có diode ở đây nhưng mà không biết là có ấy không. Thì tụ thì em tăng mắc lên này. Hầu như mắc đầu tiên nếu mà không tăng đấy, đây có một con diode ở đây này thì em bỏ luôn con diode và đấu tắt qua, tại vì là mình em hàn sẵn đây rồi không sợ nhầm cực được để nguồn nó đỡ sụt, tại vì lúc mà đánh to ấy thì đo đồng hồ đây nguồn nó hơi sụt một chút đấy, thì em thêm tụ vào còn và tụ bé này thì không ăn thua rồi. Em không có tụ bé kiểu này mà điện áp tức là lọc tốt hơn thì em để luôn hai con zin của nó. Đây là hai con zin của nó này. Đấy thì cái này thì acetone em hết rồi, em chưa vệ sinh được cho anh thì thôi kệ nó cũng chả sao nhỉ. Thật ra nó là nhựa thông dính một tí ở đây không sao. Nó không ảnh hưởng gì. Đấy, và bây giờ em thử nhé. Đây cộng này trừ, đây là đang ở chế độ trầm để cái loa của em, cái loa này thì nó hơi hở một tí nghe tiếng. Trầm chỉnh cái độ tiếng trầm to nhỏ ấy. Đấy. Và cái chiếc áp này cũng đồng thời chỉnh được cả tiếng chét này.
Nếu mà anh gạt sang chế độ, đây là chế độ full. Đấy, thì cái này sẽ chỉnh được cái đường chép. Cái loa này của em là loa siêu trầm ấy, thì tiếng chét nó không thể được như những cái loa toàn giải kia. Nếu mà về cái loa trầm của anh ấy muốn có tiếng chét sâu hơn thì anh thêm một con chét thành anh nhỏ nhỏ vào thì sẽ nghe luôn cả tiếng chét luôn. Đấy, đấu thêm một cái loa chét nữa vào đây nhé, đấu thêm một cái loa chung mà có chét tốt tốt một chút, đấu chung vào đây để nghe tiếng cho rõ nhé. Đấu xong cái loa, thêm cái loa này để vào làm tiếng chét này. Đây nhá, anh để ý nhá, có một chiếc áp 103 này, thì chiếc áp này để chỉnh tín hiệu vào. Đây là chết up volume này, đây là chỉnh. Đấy thì ngạt sang thì có chét thì nó chạy toàn luôn. Tất cả. We'll be right back.
và cái mạch này nếu mà anh em nào quan tâm ấy, thì đây có thể đấu đây nhá, thì có một cái video thì em đã làm rồi đấy, thì nó sẽ chỉnh hai chế độ, chỉnh hai chế độ, một là đánh full, hai là đánh nguyên trầm, đánh nguyên súp ấy. Đây nhé, và ở cuối video thì em sẽ có cái video đấu cái này, nhưng mà em sẽ tua nhanh đi nhé. Còn ai ấy thì đây sơ đồ đây, tự đấu nhé, cứ đấu theo sơ đồ này là ok nhé. Đấy thì mạch này cái máy in em hỏng, em nói lại cái máy in em hỏng nên em đấu bo thử thôi. Bo này thì để lắp thử, nhưng mà đây là em lắp ấy luôn là cho nhanh. Thì em để luôn cái rắc này vì về anh có muốn, đây em để luôn cái rắc này thì về anh có muốn gắn kiểu gì thì gắn nhé. Để rắc này để biết là tín hiệu vào bên này, tín hiệu ra bên này, thì tí nữa em sẽ đổ kem nến ở đây, đổ kem nến ở những cái này cho đỡ bong, quạt đây. Còn 12V này anh bảo để luôn cái đường 5V ra thì còn chế làm gì nữa. Thì có luôn quạt đây, thì đặt vào đây, một là anh đặt vào đây này. Đấy xong anh bắt công suất vào đâu thì bắt. Đấy, nói chung là nếu mà bắt hai cái mà ngang như này để đặt cái quạt ở giữa này càng tốt. Để mát hai cái này thật, nhưng mà thật ra em thấy đánh thì cái này nó cũng chả, nó chỉ hơi ấm ấm. Đấy thì điện áp thì em đang để là 25V. Tức là của nó là 26V, là để 25V, thường để khoảng 20V là hoặc chạy 12V là tốt cho cái IC nhất rồi. Nhưng mà thôi, mình cứ đánh thì em nghĩ chắc là ngon, ok luôn. Đấy, thêm tụ vào để nó đỡ sụt áp thôi.